Chào mừng các bạn đón xem bản tin Buôn TV. Theo ông Bộ trưởng Nông nghiệp Oliver Dowden nói trong buổi họp báo ngày hôm nay tại số 10 Downing Street, các dịch vụ được phép mở lại như cắt tóc, làm đẹp, xăm, spa, tanning và những dịch vụ tiếp xúc gần sẽ được mở trong cùng một ngày vào thứ Hai ngày 13 tháng 7. Tất nhiên, phải tuân theo những thủ tục để giảm bớt rủi ro lây nhiễm bệnh trong lúc làm việc. Trong khi đó, ngày 25 tháng 7, các phòng gym, bể bơi được mở lại cùng với phòng tắm, phòng thay đồ. Chính phủ không yêu cầu đeo khẩu trang trong phòng gym. Đặc biệt, môn thể thao cricket sẽ được cho hoạt động trở lại vào thứ bảy tuần này. Đồng thời, slogan cũng được thay đổi, "Work out to help out" dịch ra là làm việc ở ngoài để giúp những người khác. Và ông bộ trưởng cũng khuyến cáo mọi người khi được trở lại tự do phải ý thức giữ cho sức khỏe cộng đồng, hy vọng một ngày sớm nhất mọi thứ sẽ kết thúc và trở lại bình thường. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Để ủng hộ kênh Buôn TV, các bạn làm ơn ấn nút subscribe phía dưới màn hình.